Lần đầu dắt cả nhà đi về quê cụ nội của Bonaboni sẽ như thế nào? Sáng sớm là cả nhà đã dậy thật sớm đi ăn sáng, sau đó mình sẽ chạy đi về quê cụ nội. Vì khá là xa cho nên là mỗi năm Bona chỉ về một hai lần, và lúc đó em còn bé quá không nhớ gì mấy. Lần này chắc chắn là Bona sẽ nhớ được quê cụ nội vui như thế nào. Đó, mọi người thấy cụ nội chưa, hơn 80 tuổi rồi nhưng mà trộm vía rất là khỏe mạnh và phong độ. Bây giờ cả nhà sẽ đi tham quan một vòng xem nhà cụ nội có gì ha. Không biết mọi người giống mình không chứ mình cực kỳ thích không khí và sự bình yên như thế này. Nhà mình thì đi chơi không thấy chụp tấm hình nào, nhưng mà về quê thì chụp quá trời chụp luôn. Hồi xưa mình ước là mình có quê để về, tại vì mình ở Sài Gòn á, Tết đến bạn bè mình về quê hết trơn. Xong rồi sau này lấy chồng rồi năm nào cũng về quê hết, đúng là cầu được ước thấy luôn. Bona đi chuyến này xong rồi lúc nào cũng kêu mẹ ơi con muốn về Hạ Long, mẹ ơi con muốn về quê nội. Đố mọi người ba mình đang nghiên cứu gì, chắc thấy nơi đây mát mẻ yên bình quá cho nên là muốn làm hàng xóm của cụ nội đây mà. Chưa nghiên cứu được gì mấy đã phải về nhà rồi vì trời quá mưa. Nếu mà không có đoạn đầu mọi người chắc nghĩ đây là nhà của ba mình. Trong nhà cụ nội còn có một cái ao súng rất là đẹp luôn, ở đó còn có cá có ốc nữa. Bona mê tiếp luôn á mọi người, kiểu khám phá được những thứ mà có thể chạm bằng tay, nhìn bằng mắt một cách chân thực. Ở đây thì cô Tuyết nấu ăn cho mọi người, rất là cảm ơn cô vì đã vất vả từ sớm để chuẩn bị món ăn cho cả nhà luôn. Và đây là thành quả đây, trời ơi ngon không mọi người. Bây giờ mình ngồi mình coi lại clip mình cực kỳ thèm luôn á. Nấu thành ba mâm khác nhau và mình ngồi với em bé Bona ăn mâm mini đằng sau, rất là dễ thương luôn. Còn anh chồng của mình thì cứ đi ra đi vào check in mọi người, tại vì ổng cũng không có biết nhậu. Ăn no say rồi hai bà này nằm chơi với nhau. Đúng là không có gì hạnh phúc hơn khi thấy con mình chơi, giỡn và hòa thuận với nhau ha mọi người ha. 30 cân. Trong tất cả việc bếp núc thì giỏi nhất của nhân chắc là gọt trái cây. Về quê nấu ăn chắc chắn là mình không bằng ai rồi, nhưng mà gọt trái cây thì mình xin xung phong. Quả mít này là nhà trồng đó mọi người, mà tiểu sử của cái cây mít này cũng dữ lắm nha, 200 năm tuổi rồi đó. Cơm no rượu say, bây giờ ba con chúng tôi lên đường đi về nhà. Về đến Hạ Long thì đi xe điện tham quan khu bãi cháy rất là đẹp về đêm luôn. Nhưng với Bona thì chắc không có đẹp tí nào đâu. Cho cái tội ham chơi, buổi trưa không có chịu ngủ, xong bây giờ ngủ gục giữa đường vậy nè. Người mà biết tận hưởng cái cuộc vui này nhất không ai khác là em Bona nha, cô chú ơi.